Cain đã để cho cái sự ghen tị mà ông không ý thức nó xỏ mũi, nó kéo ông đi đến cái quyết định loại trừ người em ruột của mình. Vậy thì cái điểm nào ở trong cái tiến trình đó của tâm thức của ta nó quan trọng, nó quyết định? Thường chúng ta ít ý thức, đúng không? Thế nhưng thực tế cho thấy bao giờ cũng có một người nào đó trong cuộc sống, nó làm cho ta, nó kích thích cái lòng ghen tị, ghen tương, chiếm hữu, hay cái lòng ham muốn mà ham không được của ta. Vậy thì cái điểm quan trọng, theo cái kinh nghiệm tâm linh của tôi, đó chính là bước đầu tiên là sự ý thức về chính mình. Ở trong Phật giáo, nhất là phải thiền tông, cái mà người ta gọi là thiền quán chiếu á, là chúng ta ý thức tràn đầy cái điều mà chúng ta đang làm. Ví dụ tôi đang nói chuyện, chia sẻ với anh chị em, tôi ý thức mình đang nói chuyện với anh chị em, mình ngồi mà mình biết mình ngồi, cái đó nó gọi là quán chiếu. Và nếu như mình tập cái quán chiếu này thành một tập quán, không phải chỉ sống một giờ một ngày trong một ngày sống, mà làm thường xuyên như vậy trong từng hành động, thì nó thành một cái thói quen. Thì như thế khi những tình cảm tiêu cực trong ta nó nổi dậy, chúng ta cũng biết là nó đang nổi dậy. Chúng ta ý thức rằng mình đang ghen, hay là những xung động các nội tâm nổi dậy, chúng ta cũng biết là nó đang nổi dậy. Kể cả những xung động về sinh lý hay những xung động về tình cảm, mà rất nhiều khi trong cuộc sống chúng ta để chúng nó sổ mũi kéo chúng ta đi, đến độ có những hành vi, hành động vượt quá luân lý, điều Chúa muốn. Như vậy tội lỗi là gì? Phân tích cái tội giết em của Cain Abel là phát xuất từ cái chỗ những cái xung động ấy nó nổi lên trong ta mà ta không ý thức. Tội trước khi thành tội là do chúng ta đã để cho nó xỏ mũi đi. Nếu chúng ta ý thức, và cái ý thức đó được thực hành thường xuyên, và nếu chúng ta sống thật sâu cái giây phút hiện tại, thì rất khó chúng ta bị chúng nó khống chế. Nói tóm lại đó, chúng ta phải làm sao để cho chính mình trở thành mục tử của chính mình. Mục tử là gì? Là chăn nuôi. Pastore hay pastoral là để người chăn nuôi, chăn cái đàn vật, nghĩa là dẫn cái đàn vật đi đến đồng cỏ cho nó ăn, để nó sống, để cho nó lớn lên. Ta là mục tử của ta, nghĩa là ta phải biết ta, trước hết ta phải biết ta. Như Chúa nói, ta biết chuyên ta. Thì trong trường hợp này đó, là mình biết mình. Mình biết rằng mình đang ghen, mình biết rằng mình đang đau buồn về một cái gì đó. Nếu mình biết, mình ý thức, thì là một cái bước thành công rất lớn đầu tiên để không bị sa ngã. Nghĩa là ta là mục tử của ta, ta là mục tử của cái phần con, phần animalite, nghĩa là cái phần con vật á, ở trong người của ta. Con, người. Nếu ta làm chủ được cái phần con, thì ta là người hơn. Còn ai không làm chủ được phần con á, cái phần người cũng sẽ mất đi. Thế nhưng ai khinh thường phần con cũng không phải là người luôn. Pascal hay ai tôi không nhớ rõ, nói rằng ai mà muốn mình làm thiên thần, người đó sẽ làm ma quỷ. Còn ai muốn mình làm con vật thì cũng sẽ trở thành ma quỷ, bởi vì con người không phải là ma quỷ. Con người không phải là con vật mà cũng không phải là thiên thần, mà là cùng lúc cả hai. Nghĩa là phần con và phần người. Nếu ta ý thức mình, ta biết mình, ta là mục tử của ta, nhất là mục tử của cái phần con á, con vật, animalite đó,
thì ta sẽ là người hơn. Và người này trọn vẹn cái nghĩa của nó, nghĩa là hình ảnh và họa ảnh của Thiên Chúa. Nghĩa là chúng ta sống đúng như Thiên Chúa muốn, trong tương quan với anh em chị em của mình đúng nghĩa. Ta vẫn biết mình còn ghen tị bởi vì ta là có phần con. Nhưng ta ý thức ta đang ghen tị thì ta sẽ vượt lên trên cái ghen tị để vẫn giữ vững tương quan huynh đệ với người anh em tha nhân của ta. Khi đó, khác biệt vẫn còn, cho dẫu vẫn còn ghen tị như là tình cảm tiêu cực. Nhưng ta đã vượt lên trên và ta đã đi đến cái chỗ vẫn còn là người anh em của chị em của người anh em của ta, tức là ta đã sống hiệp thông, nghĩa là ta đã thể hiện hình ảnh và hòa ảnh của Thiên Chúa. Mà cái hình ảnh rõ nhất, cao nhất đó là hình ảnh giữa nam nữ, nghĩa là hình ảnh hôn nhân. Hôn nhân nó chính là cái tình yêu tiêu biểu nhất, nói lên cái hình ảnh tình yêu Thiên Chúa. Bởi vì nam luôn luôn thiếu nữ, thiếu một cái cột sống, bao giờ cũng đi tìm cái đốt xương sống để gắn vô cho nó đủ. Thiếu đốt xương sống nó mãi mãi không thấy mình đầy đủ. Nữ cũng vậy, cho nên phải đi tìm một nửa của mình. Cái anh là một phần của cái em, và cái em là một phần của anh, nghĩa là bổ túc cho nhau. Cho dẫu chúng ta khác nhau, bởi vì nam thì khác nữ, khác từ thể chất nè, tạo hóa dựng nên cái khác biệt đầu tiên đó nè, rồi đến khác tâm lý nè. Bởi vì cái tính dục ở trong con người nam và người nữ nó cũng ảnh hưởng đến tâm tính nữa, khác tâm lý. Và chính vì khác biệt vậy mà người ta cần nhau. Và chính chúng ta ý thức rằng tôi giới hạn, tôi cần em. Chính cái đó làm nên hình ảnh, hòa ảnh của Thiên Chúa. Cho nên cái hình ảnh, hòa ảnh của Thiên Chúa chính là sự hiệp thông trong tình yêu hôn nhân gia đình, là cái tình yêu mẫu mực tiêu biểu nhất trong tất cả các loại tình yêu hay là tình thương. Cần có khác biệt, cần có giới hạn, cần có chấp nhận khác biệt, chấp nhận giới hạn để vượt lên trên nó và ý thức. Và điều đầu tiên là ý thức chính bản thân của mình, giới hạn. Nếu chúng ta không tập ý thức về chính mình thường xuyên, chúng ta khó vượt lên trên giới hạn. Chúng ta dễ để cho những xung động tự nhiên nó xỏ mũi mình đi. Nghĩa là mình không phải là mục tử của mình, mà mình trở thành là con vật cho những xung động tiêu cực nó kéo mình đi, sẽ làm tan vỡ mối dây hiệp nhất trong tương quan anh em chị em.